Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Với người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng thì khi xây nhà phải đặc biệt chú ý đến xem tuổi và lựa chọn hướng cho ngôi nhà. Bởi người ta tin rằng nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tài vận của gia chủ cũng như là cuộc sống của cả gia đình sau này. Do vậy, việc xem hướng, xét tuổi khi làm nhà đã trở thành một tập tục quen thuộc trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Việc xem tuổi làm nhà có nhiều quan niệm dựa vào các tiêu chí khác nhau, nhưng phổ biến nhất, chủ nhà cần phải tránh được ba hạn lớn đó là kim lâu, quang ốc và tan tai. Hướng xây nhà ngoài việc phù hợp với phong thủy còn quyết định khả năng đón gió, nhiệt độ của ngôi nhà, từ đó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Nếu tuổi không phàm mà hướng lại tốt thì xây không gì cát bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì không gì hung họa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Được sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay Phong thủy May mắn sẽ gửi đến quý vị và các bạn xem tuổi làm nhà tuổi Mậu Ngọ năm 2020. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Yếu tố đầu tiên chúng ta cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai hay không? Đầu tiên đó là xét đến kim lâu năm 2020 canh tí gia chủ Mậu Ngọ 43 tuổi. Theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải năm kim lâu. Xét đến hoang ốc năm 2020 canh tí gia chủ 43 tuổi. Theo cách tính hoang ốc sẽ phạm phải nhất kiết, an cư, thông vạn sự. Gia chủ mà làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, tất cả mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Còn xét đến tam tai thì người tuổi Mậu Ngọ cần tránh các năm tam tai Thân, Dậu, Tuất. Năm làm nhà 2020 canh tí theo cách tính thì gia chủ của 978 Mậu Ngọ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Nếu muốn cắt lành nên mượn các tuổi sau để động thổ: 1954 Giáp Ngọ, 1962 Nhâm Dần, 1990 Canh Ngọ. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết, yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây, còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cát bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho cát lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây nhà, chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Còn xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và cát hung của từng hướng năm 2020, mời quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mệnh thuộc cung Tốn Mộc, nữ mệnh thuộc cung Khôn Thổ. Xét đến việc xây nhà như sau: đối với nam mạng Mậu Ngọ 1978, cung Tốn xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy tuổi này bốn hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí. Bốn hướng xấu: Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Giờ ta sẽ xét đến tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem cát hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Với nhà tọa Ngọ hướng Tý, tọa phạm Tuế Phá và Tam Sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nam mạng xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Trạch nên hợp hướng được sinh khí rất cát lành. Vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút thì đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp vòng ốc phong thủy do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn.
Và hướng thứ hai chúng ta cần xét đến đó là hướng Nam gồm có ba sơn Ngọ, Đinh, Bính, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam trong năm 2020 cố gắng tận dụng và làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất là cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cách lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng Nam thuộc Đông tứ mệnh nên hợp được thiên y, mà thiên y thuộc sao Cự môn thổ, hướng Đông Bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát tài rất nhanh, còn xấu thì hung hỏa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để có thể hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ ba đó là hướng Đông gồm ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến Mộc cung, hướng Đông, Mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020, bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa Dậu hướng Mão còn phạm Mộ Long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Với Nam mạng Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh hợp hướng được diên niên, mà diên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này thì cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng Tây gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý Cửu từ đáo đến, cửu từ ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới. Nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới trong năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Mậu Ngọ 1978 nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng, phạm phải lục sát, mà lục sát thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng. Lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy tự quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Ngọ 1978. Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 bát bạch tài tinh đáo đến, bát hạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát nên tuyệt đối không xây mới năm 2020, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát.
Mậu Ngọ 1978 xây nhà và ở hướng Tây Bắc thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, phạm họa hại, mà họa hại là sao lộc tồn, thuộc thổ hướng Tây Nam tự quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản trí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hướng này thì không hợp với tuổi của trạch chủ nên nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Ngọ. Hướng Đông Bắc gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tý, nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tô tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh, không hợp hướng được, phạm phải tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật. Con cái kém cỏi đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh, khó chữa. Vì vậy, tuổi Mậu Ngọ khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, nếu vì lý do nào đó gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như là trấn trạch trước khi xây nhà để làm vững chân long, gia chung hòa hợp, tăng cường sức khỏe, thiết kế công năng phòng ốc trong nhà đẹp kiến trúc, hợp với phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978 đang ở nhà hướng Bắc thì cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Ngọ 1978. Hướng Đông Nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tý, sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mậu long biến vận nên không xây mới. Nếu xây thì chọn vào tháng cắt lành tháng 3 hoặc tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất thì không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Mậu Ngọ 1978 mà ở nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc Mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa dương tại phục vị để hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp thủy phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế đoan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến cho nam mệnh đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cao cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 sơn Thân phạm vào Mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới chọn tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tô tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9, tháng 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh nên không hợp hướng mà phạm ngũ quỷ. Ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hoại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà.
Trong trường hợp đang ở hướng nhà này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và phải dán ở phía dưới 5 đồng may hóa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với tuổi 1978. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Mậu Ngọ 1978 trong năm 2020. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ngay ở dưới ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị giải đáp. Đừng rời khỏi kênh, tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ 1978. Đối với nữ mạng Mậu Ngọ 1978 thuộc cung Khôn Thổ thuộc Tây Tứ Mệnh, 10 mệnh Khôn Thổ 4 hướng tốt là Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí và 4 hướng xấu đó là Đông Họa Hại, Bắc Tuyệt Mệnh, Nam Lục Sát, Đông Nam Ngũ Quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn, Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ, Thái Tuế tại Tý hướng Bắc là chính Thái Tuế, với nhà tọa Ngọ hướng Tý, Phạm Tuế phá và Tam Sát hướng Phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không được xây mới. Nhà tọa Bính hướng Nhâm Phạm Tam Sát cũng không nên xây. Nhà tọa Quý hướng Đinh Phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Mậu Ngọ 1978, nữ mệnh xây nhà hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh nên không hợp hướng Phạm Tuyệt Mệnh, mà Tuyệt Mệnh là sao phá quân, thuộc Kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm mạnh tật. Con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ hai đó là hướng Nam gồm có ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2020 xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam năm 2020 cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ đó là tháng Giêng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch và cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà vào hướng Nam thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng Phạm Lục Sát, mà Lục Sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch, vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Mậu Ngọ 1978 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ ba đó là hướng Đông gồm có ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, Phạm Ngũ Hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, Ngũ Hoàng ngũ hành thuộc thổ, đáo đến mộc cung hướng Đông mộc khắc thổ nên nhà tọa Tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo tức họa vào thân. Mậu Ngọ 1978 nữ mạng ở hướng này thuộc Đông Tứ Mệnh không hợp hướng Phạm Họa Hại là sao Lộc Tổn thuộc thổ hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Nếu bắt buộc gia chủ phải làm nhà hướng này vào năm 2020 thì nên nhờ các thầy phong thủy nổi tiếng để sắp xếp bố cục công năng phòng ốc trong nhà được cát lành. Trong trường hợp tuổi Mậu Ngọ 1978 đang ở nhà hướng Đông thì cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách
treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ tư đó là hướng Tây gồm có 3 sơn canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, 5 canh Tý cửu từ đáo đến, cửu từ ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung, hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới năm 2020. Tuy nhiên, nếu biết lựa chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và 5 âm lịch thì sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Với nữ mạng Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y thuộc sao cự môn thổ hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách quan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Trong trường hợp đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng may hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải và tăng thêm vận khí kỵ tà, mang lại cát lành cho gia chủ Mậu Ngọ 1978. Hướng tiếp theo chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Bắc gồm có 3 sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm 2020 Bắc Bạch tài tinh đáo đến, Bắc Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới trong năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6 và 11 sẽ rất cát. Còn nếu muốn tu tạo sửa chữa chọn thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên, mà duyên niên là sao Vỗ Khúc thuộc Kim hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Còn trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Tây Bắc rồi thì cần phải có phương pháp tăng vận khí cho ngôi nhà bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch. Hướng Đông Bắc gồm có 3 sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, 5 canh Tý nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay là tu tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tọa Thân hướng Dần không nên xây mới vì hướng Dần phạm Mậu Kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tu tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4, tháng 6 âm lịch. Người tuổi Mậu Ngọ 1978 mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc hướng Đông tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp cho người ta có được sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải theo sự tư vấn của các chuyên gia phong thủy. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa để có thể tăng thêm vận khí, sinh khí tốt cho ngôi nhà của gia chủ tuổi Mậu Ngọ 1978. Thứ bảy đó là hướng Đông Nam gồm có 3 sơn Thìn Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, 5 canh Tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và Đông Nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm Mộ Long biến vận không nên xây mới. Còn nếu xây thì chọn vào ngày tháng cát lành tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau Đông Chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, phạm phải ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì khó dạy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân.
Theo phong thủy, chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Trong trường hợp gia chủ bắt buộc phải xây dựng vào năm 2020, phải sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp cho gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Và hướng cuối cùng chúng ta cần xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm có ba sơn, mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm Canh Tý sơn thân phạm vào mộc kỷ đô thiên sát nên không xây được. Sơn mùi khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất cát. Tuổi Mậu Ngọ 1978 nữ mạng xây nhà hướng này phạm vào tuyệt mệnh thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp cho gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Vừa rồi thì phong thủy may mắn đã phân tích cát hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Mậu Ngọ 1978, nữ mạng và nam mạng. Qua phân tích thì các bạn có lẽ cũng đã tự lựa chọn thời điểm tốt để xây cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.